vọng xé lòng từ người hâm mộ, bầu Vượng nổ siêu bom tấn rung chuyển Đông Nam Á, người hâm mộ vỡ òa sung sướng. Cổ động viên gào thét sung sướng khi biết các tỷ phú đang âm thầm làm điều này với huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam được giải cứu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau hành trình đầy thất vọng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm 2023, cũng như ở lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra tối 21 tháng 3 vừa qua, huấn luyện viên Philip Chuze đã nhận hàng loạt phản ứng cùng sự chỉ trích đến từ người hâm mộ. Đây được xem là điều tương đối dễ hiểu, bởi những mục tiêu hay lời hứa hẹn nâng tầm của chiến lược gia người Pháp vẫn chỉ là lời nói suông và chưa được chứng minh bằng thành tích. Dẫu vậy, thay vì có động thái xoa dịu, ông thầy sinh năm 1955 lại khiến các cổ động viên buồn lòng khi tiếp tục chê bai bóng đá tại giải đất hình chữ S với truyền thông quốc tế. Dư luận một lần nữa nổi sóng trước thông tin về chuyện Bầu Đức chi tiền tấn chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một mối quan tâm lớn khác của người hâm mộ là câu hỏi ai trả lương cho chiến lược gia người Hàn Quốc và mức độ đãi ngộ cụ thể ra sao? Chúng ta biết rằng hiện tại công việc kinh doanh của Bầu Đức không được tốt. Vừa qua thì Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức đã phải bán khách sạn nổi tiếng ngay trung tâm thành phố Pleiku. Mặc dù đã bán nhiều tài sản, nhưng Hoàng Anh Gia Lai còn nhiều khoản nợ khác. Tới giữa năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai còn nợ 8.085 tỷ đồng, có nghĩa là những áp lực đến với Bầu Đức rất là nhiều. Nếu Bầu Đức phải chi trả thêm tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo, thì sẽ rất khó khăn với ông bầu của Hoàng Anh Gia Lai. Biết được điều này, hàng loạt tỷ phú Việt Nam đồng loạt lên tiếng, đứng ra bảo trợ tuyển Việt Nam, sẵn sàng chung tay cùng Bầu Đức, chi hàng nghìn tỷ đồng trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ sẵn sàng thể hiện trách nhiệm với bóng đá nước nhà bằng cách trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo, chỉ cần VFF chiêu mộ vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Theo Bầu Đức, hiện tại ông và Hoàng Anh Gia Lai đang rất khó khăn, nhưng do tình yêu với bóng đá nên ông vẫn sẵn sàng tài trợ cho VFF trả toàn bộ tiền lương cho ông Park Hang-seo và nghiên cứu tìm cách xốc lại đội tuyển. Nhiều nguồn tin tiết lộ tỷ phú Phạm Nhật Vượng có những động thái tái đầu tư vào nền bóng đá Việt Nam. Tập đoàn Vingroup mong muốn cùng Hoàng Anh Gia Lai trả tiền lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo mà không đòi hỏi quyền lợi gì khi tham gia tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Trả lời truyền thông, một lãnh đạo Vingroup xác nhận, bóng đá Việt Nam hiện tại có nền tảng về lứa cầu thủ giỏi như Nguyễn Đình Bắc, Phan Tuấn Tài hay Nguyễn Thái Sơn, nhưng không có thầy giỏi. Ước mơ tham dự World Cup mấy chục năm, khát khao chiến thắng Thái Lan đã thôi thúc tỷ phú Phạm Nhật Vượng tái đầu tư vào bóng đá. Bầu Đức đã tìm ra một huấn luyện viên giỏi như ông Park Hang-seo để dìu dắt đội tuyển. Tiền lương của ông ấy không phải là vấn đề. Với tiềm lực kinh tế vững mạnh, tập đoàn Vingroup sẵn sàng hỗ trợ trả lương cho ông Park. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo quay trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, tập đoàn Vingroup sẽ gửi tặng riêng huấn luyện viên Park Hang-seo một căn nhà mang phong cách Hàn Quốc trị giá 2,5 tỷ đồng và một chiếc ô tô cùng nhiều vật phẩm giá trị khác. Nếu không chiêu mộ nổi huấn luyện viên Park, thì người hâm mộ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Và câu hỏi nhãn tiền sẽ là, đội tuyển Việt Nam liệu có giữ được vị thế hiện nay của mình hay không? Chứ chưa thể nói tới việc tiếp tục đi xa hơn nữa. Chúng tôi tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, tầm nhìn và tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam, tập đoàn Vingroup sẽ tiếp nối tinh thần và sứ mệnh của Bầu Đức nhằm đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai. Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn Vingroup cũng sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho đội ngũ trợ lý của ông Park. Số tiền để trả cho đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc cũng không kém số tiền lương mà Vingroup phải trả cho huấn luyện viên Park. Năm 2018, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng chính là đơn vị tổng tài trợ mua bản quyền cho hai giải là vòng chung kết World Cup và ASEAN 2018, khi các nhà đài ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc đàm phán. Thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua không thể không kể đến công sức của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài những khoản chi cho VFF trả lương, ông còn là người xây dựng nên cái nôi để phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng của bóng đá nước nhà như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, những cầu thủ trẻ được đào tạo tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai từ khóa 1 của Bầu Đức. Có thể khẳng định, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai là người luôn góp công, góp sức cho bóng đá Việt Nam. Chuyện Vingroup quay trở lại làm bóng đá khiến nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại trái ngọt cho nền bóng đá nước nhà. Nhiều người hy vọng trong tương lai, bên cạnh những Bầu Đức, Bầu Hiệt, sẽ có thêm một Bầu Vượng để cùng tiếp sức, chia lửa, đem lại niềm tự hào cho hàng triệu con tim yêu trái bóng tròn. Biết được thông tin này, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dốc lòng chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình
và bày tỏ lời cảm ơn tới Bầu Đức và Bầu Vượng. Một khán giả bình luận, sự vực dậy của nền bóng đá Việt Nam như hiện nay phải ghi nhớ công lao của Bầu Đức. Bầu Đức rất hào phóng cho bóng đá Việt Nam. Hiện tại ông Chu Dê đã và đang phá nát nền bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Tay này chỉ nói phét mà thôi. Ông ấy không xứng đáng làm huấn luyện viên đội bóng làng ở quê tôi, chưa đừng nói là làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cảm ơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tôi ủng hộ cái tâm, cái tầm của Bầu Vượng. Ông đã làm tất cả, chi nhiều kinh phí để bóng đá Việt Nam phát triển. Cảm ơn ông Phạm Nhật Vượng. Ông đã làm điều kỳ diệu nâng tầm bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ thật hạnh phúc vì có một người tuyệt vời như ông. Không chỉ có người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tờ Siam Sport cũng vừa có bài viết ca ngợi về tập đoàn Vingroup. Bài báo Thái với tiêu đề nhà hảo tâm giàu có này sẽ giúp bóng đá Việt Nam nổi bật ở châu Á, với nội dung là sẽ đầu tư cho bóng đá của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nhắc đến những nhân tố làm nên sự thành công cho nền bóng đá Việt Nam hiện tại, bài báo Thái Lan nhận định. Tầm quan trọng cũng như nhân tố hậu thuẫn phía sau, đặc biệt là những nhà hảo tâm. Bài báo cho rằng Thái Lan cần tìm hiểu kỹ về đội tuyển quốc gia Việt Nam để dễ dàng hơn khi đụng độ về sau. Vấn đề của Việt Nam không chỉ đến từ phép màu mang tên Park Hang-seo hay các nhà tư vấn huấn luyện từ Hàn Quốc khác, mà còn đến từ nhiều người đóng vai trò quan trọng giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Khi nhắc đến việc trả lương chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo của Phạm Nhật Vượng, bài báo nhận định, đây là một bước ngoặt lớn của nền bóng đá Việt Nam. Phần sau bài báo, Siam Sport đã có những lời vàng ngọc cho tập đoàn Vingroup cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Mấy ai có thể nghĩ ông chủ Vingroup, người đang mang lại mối lợi lớn cho bóng đá Việt Nam, từng rất khó khăn, nhưng khi có tiền trong túi, ông ấy tìm cách trao cơ hội cho các tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2023, ông ấy được coi là người giàu nhất Việt Nam với hàng chục nghìn tỷ đồng. Thêm vào đó, tờ báo này còn đề cập đến tiểu sử và con đường kinh doanh thành công của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng lời kết. Từ kinh doanh mì ăn liền tới xây dựng một trung tâm bóng đá chất lượng hàng đầu và giờ là chung tay cùng ông bầu Đoàn Nguyên Đức tài trợ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thay đổi cuộc sống của mình từ khó khăn tới thành công và giờ ông mong bóng đá nước nhà cũng đạt được thành công. Ông muốn thấy các tài năng bóng đá Việt Nam có thể theo đuổi giấc mơ của họ. Huấn luyện viên Park Hang-seo làm dậy sóng sau trận thua của Việt Nam trước Indonesia. Đoạn clip về tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo được đào lại với tâm điểm phân tích về triết lý bóng đá. Đó là pha lập công của Vũ Văn Thanh vào lưới Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam có tổng cộng 54 đường truyền liên tục đầy mãn nhãn và Văn Thanh lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 4-0. Không phải ngẫu nhiên bàn thắng đẹp mắt của Văn Thanh được nhắc lại bởi sự tranh luận trên mạng xã hội diễn ra về triết lý của huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Chu Dê. Ông Park từng bị phủ nhận sạch sẽ về sự thành công cùng tuyển Việt Nam với quan điểm là chỉ biết phòng ngự phản công và thụ động về lối chơi. Huấn luyện viên Chu Dê được đề cao với lối chơi kiểm soát bóng, chuyền nhiều. Lúc này cuộc tranh cãi về huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Chu Dê dường như không còn giá trị theo kiểu quan điểm cá nhân hay đánh giá cảm tính. Vì kết quả thực tế được chứng minh sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia. Một loạt ảnh chế xuất hiện với hình ảnh thủ môn Indonesia ngồi chơi bởi cả trận đấu tuyển Việt Nam chỉ có 2 cú sút và không có lần nào trúng khung thành. Phần lớn ý kiến đặt ra câu hỏi về triết lý của huấn luyện viên Chu Dê bởi nhà cầm quân người Pháp luôn nói về chuyện nâng tầm tuyển Việt Nam hay triết lý mới vươn ra châu lục và thế giới. Tuy nhiên lối chơi của tuyển Việt Nam không rõ ràng, thiếu mảng miếng trong các pha tấn công. Hơn hết, tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia với cách biệt 3-1 và 4-0 ở vòng loại World Cup 2022. 7 bàn thắng vào lưới Indonesia sau 2 trận cho thấy sự hiệu quả về lối chơi của tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tình cảnh bây giờ trái ngược là Việt Nam đá 2 trận đều thua và không ghi được bàn thắng nào. Kết quả thất vọng của tuyển Việt Nam tạo ra hiệu ứng lớn liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ nỗi nhớ huấn luyện viên Park, khắc tinh của huấn luyện viên Shin Tae-yong và Indonesia trong hơn 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam. Chỉ sau 1 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chu Dê đang tạo ra hàng loạt kỷ lục buồn với tỷ lệ thua 9 trong 10 trận gần nhất. Trong đó có 6 trận thua liên tiếp, tính đến thất bại 0-1 ở sân Gelora Bung Karno ngày 21 tháng 3. Ngoại trừ trận đấu giao hữu với đội Kyrgyzstan ngày 9 tháng 1
Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chuzé đã thua trong toàn bộ 5 trận đấu chính thức, bao gồm 2 trận thua 0-1 trước đối thủ Iraq và Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 và 3 trận toàn thua ở Asian Cup 2023 trước các đội là Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Những kết quả thua tiếp nối nhau khiến nỗ lực vào top 100 ở bảng xếp hạng FIFA của bóng đá Việt Nam suốt 5-6 năm trước đó trở thành vô nghĩa. Đội tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan vượt mặt, văng khỏi top 100, hạng 105 tính đến ngày 15 tháng 2. Những kết quả kém cỏi này khiến dư luận đang phản ứng dữ dội về cách cầm quân, dùng người và chuẩn bị chiến thuật khó hiểu của huấn luyện viên Philippe Chuzé. Trong đó có không ít lời yêu cầu VFF sa thải sớm nhà cầm quân người Pháp, vừa bước sang tuổi 69 vào ngày 21 tháng 3 vừa qua. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu VFF có thể và có nên sa thải sớm huấn luyện viên Philippe Chuzé? Trong trường hợp nào VFF có thể chia tay phù thủy trắng mà không bị vướng điều khoản đền bù? Được biết VFF đã ký với huấn luyện viên Philippe Chuzé bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi. Trong hợp đồng ghi rõ những điều kiện cụ thể, theo thành tích để quyết định số phận ông Chuzé từng năm một. Cụ thể, trong giai đoạn đầu tiên của hợp đồng, VFF sẽ chấm điểm hiệu suất công việc của huấn luyện viên Chuzé bằng kết quả trên sân cỏ tại vòng loại World Cup 2026. Trong một năm qua, huấn luyện viên Philippe Chuzé đã được tạo điều kiện tối đa với 7 trận giao hữu với các đối thủ mạnh dần lên, từ Hồng Kông, Syria trong tháng 6 năm 2023, Palestine hồi tháng 9 năm 2023, đến 3 trận đấu trước những cái tên rất mạnh, đầy chất lượng hồi tháng 10 năm 2023 là Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc. Mới nhất là Kyrgyzstan hồi tháng 1 năm 2024 trước khi bước vào Asian Cup năm 2023. Thực tế thì VFF đã tạo điều kiện rất tốt để ông Chuzé có thể thực hiện cuộc cách mạng khi không đặt nặng thành tích tại SEA Games 32 ở Campuchia, Asian Cup 2023, để ông thầy người Pháp có thời gian chuẩn bị, sàng lọc con người và thử nghiệm. Với tất cả những điều kiện tốt nhất như thế, VFF chỉ đề ra một yêu cầu duy nhất là đội tuyển Việt Nam phải vượt qua vòng loại thứ 2, góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng mà VFF ký với huấn luyện viên Chuzé như một điều kiện tiên quyết để kích hoạt gia hạn thêm một năm nữa. Đồng nghĩa là nếu đội tuyển Việt Nam sớm dừng chân ở vòng loại thứ 2 thì VFF có quyền sa thải ông Chuzé mà không cần đền bù. Chi tiết này cho thấy VFF cố gắng tạo điều kiện cả một năm trời cho huấn luyện viên Chuzé chuẩn bị, nhưng vẫn đề ra chỉ tiêu hợp lý và rõ ràng, cùng phương thức chia tay hợp lý. Quay trở lại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, sau khi bị đối thủ Indonesia có 4 điểm cướp mất ngôi nhì bảng F, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm đã bị đẩy xuống hạng 3, kém kình địch này 1 điểm. Tuy nhiên, nếu thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzé giành thắng lợi ở sân Mỹ Đình ngày 26 tháng 3 tới đây, chúng ta sẽ đoạt lại ngôi nhì bảng và rộng cửa lọt vào vòng loại thứ 3 nếu đảm bảo 3 điểm trước Philippines trên sân nhà ngày 6 tháng 6. Trong trường hợp đội tuyển Indonesia có 1 điểm tại Mỹ Đình, nhìn vào đội Iraq đang rất mạnh, đội tuyển Việt Nam sẽ phải trông chờ đối thủ này sẩy chân một lần nữa trước đội tuyển Philippines tại chảo lửa Gelora Bungkano ngày 11 tháng 6 tới đây. Nếu đội tuyển Việt Nam thua tiếp ở sân Mỹ Đình ngày 26 tháng 3 tới, huấn luyện viên Philippe Chuzé vẫn chưa đủ điều kiện bị sa thải. Vì về mặt lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu thắng 2 trận còn lại gặp Philippines trên sân nhà và gặp Iraq trên sân đối phương, trong khi đối thủ Indonesia toàn thua trước Iraq và Philippines đều trên sân nhà. Điều này chỉ ra một sự thật rằng VFF sẽ chỉ có thể sa thải huấn luyện viên Philippe Chuzé vào tháng 6 để không mất tiền đền bù nếu đội tuyển Việt Nam không thể giành ngôi nhì bảng F. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.